Xin chào mọi người. Sau đây mình xin hướng dẫn nhanh mọi người thanh toán hồ sơ hộ chiếu online. Sau khi mọi người nhận được Gmail yêu cầu thanh toán thì mọi người truy cập vào đường link ở trên Gmail. Mọi người chọn vào mục thanh toán trực tuyến như bình thường. Bây giờ thì hệ thống thanh toán lệ phí hộ chiếu đã rất là tiện dụng nên mọi người chỉ cần sử dụng tài khoản ngân hàng và quét mã QR là được nha mọi người. Và mọi người có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để thanh toán hộ cũng được nha mọi người, không cần nhất thiết phải là tài khoản chính chủ đâu. Sau đây thì mình sẽ quét mã QR và tiến hành thanh toán. Như vậy là mình đã thanh toán thành công rồi nha mọi người. Hệ thống sẽ chuyển hồ sơ sang thanh toán thành công. Và sau khoảng tầm từ 10 đến 15 ngày thì mọi người sẽ được nhận được hộ chiếu nha mọi người. Ok, chúc mọi người thực hiện thủ tục thành công.